Rời của thương hiệu Panasonic, hàng bãi Nhật sử dụng nguồn điện 100V, model là Panasonic CA7. Đây là một trong những dòng rất hay của thương hiệu Panasonic trong phân khúc xây trung và là một trong những model rất ít về. Dàn gồm có 4 thấp rời. Amply, trên Amply này sẽ có hai đèn kim vu nhảy theo điệu nhạc, rất là bắt mắt và độc đáo. Và đặc biệt Amply này đánh lát A nha, thì các bác cũng biết rồi đó, Amply đánh lát A mà có luôn hai kim vu cực kỳ hiếm. Thông thường mình sẽ thấy một là Amply đánh lát A, hai là nó sẽ nhảy hai kim vu theo điệu nhạc, nhưng mà cái này kết hợp hai trong một rất là độc đáo để các bác sưu tầm và nghe nhạc. Amply đánh mặt lát A như vậy cho chất lượng âm thanh rất là hay, nghe nhạc vàng là khỏi chơi. Phía dưới này là tuner. Amply đánh theo kiểu rebo, chỉnh được bass, treble và chỉnh được nhiều chức năng cho Amply này nữa. Chất lượng âm thanh rất hay, khỏi bàn cãi nha. Mình đang nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. FM của dàn là 108 bắc full Đài Việt Nam, 4 thất rời. Mặt của Amply là phai nhôm. Đây là CD. CD này có tới 5 đĩa. Mắt đọc ok, không hề kén đĩa. Đây là thớt cassette. Cassette hoạt động ok. Học bên tay trái thì sẽ đọc tốt, tay phải nó dơ độ từ nên đọc nó hơi rít nha. 4 thất rời, sử dụng nguồn điện 100V, chất lượng âm thanh bộ dàn này khỏi chê. Lo xin theo dàn Panasonic CA7. Bass của lo là 16cm trip đơm. Cặp lo này rất là nặng nha, riêng cặp lo này không là mấy chục ký rồi. Kích thước của bộ dàn theo cách bài trí trên clip của em. Chiều cao của lo là 38cm, chiều ngang cả bộ dàn là 1m. Bộ dàn này sử dụng tốt cho phòng từ 30 cho tới 55m2 đều ok. Mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái hiển zin để các bác tùy chỉnh nhiều chức năng trên dàn. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Trạm ở trên lo là sắt bắp chuối, công suất lo là 120W, một thùng 240W trên cặp lo. Cần xem hình ảnh chi tiết hơn hay là cần tư vấn, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Hai kim vu nhảy theo điệu nhạc rất là bắt mắt. Dàn này mình có thể nghe nhạc vàng hay là nhạc trẻ remix đều ok. Em vừa test một đoạn nhạc qua chức năng CD, tiếp theo đây em sẽ test nhạc remix qua chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính.
Và cuối cùng em sẽ test nhạc qua chức năng cassette. TV máy tính FM là 108 bắc full đài Việt Nam, nên là các bác là tha hồ mà mình đổi nhiều thể loại giải trí khác nhau. Amly có hai đàn cương vu nhảy theo điệu nhạc đánh mạch lát a, chất lượng âm thanh rất là hay nha. Dàn này đáp ứng tiêu chí vừa nghe nhạc vừa sưu tầm, và khi chuyển đủ em còn tặng cái khiển zin theo dàn cho mình nữa. Bây giờ em xin kết thúc clip. Cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng.